Ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong. Theo đó, sự việc xảy ra tại quốc lộ 1K, đoạn qua phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm này, xe máy do một người đàn ông cầm lái đang di chuyển trên quốc lộ 1K theo hướng đi cầu vượt Linh Xuân. Khi xe đến khu vực chợ Nội Hóa thì xảy ra va chạm với người phụ nữ leo qua giải phân cách. Va chạm khiến người phụ nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên người này đã tử vong sau đó. Còn người đàn ông đi xe máy bị trầy xước. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị X, tên viết tắt 66 tuổi, ngụ thành phố Di An. Được biết, người này đang đi chợ thì bị tai nạn.